Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 434 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong lúc Vạn Kính Long còn đang suy nghĩ, không biết phải làm sao, bỗng có một tiếng nổ dữ dội đột nhiên vang lên trước mặt. Đám phó tướng đều bị thổi bay. Vạn Kính Long cũng bị vấp ngã, đầu chảy máu tươi. Sau khi ổn định lại được cơ thể, ông ta đã thấy thủ tịch Thiên Kiêu xuất hiện trước mặt. Thiên đường có lối, ngươi không đi. Địa ngục không cửa, ngươi lại cứ muốn tới. Vạn Kính Long, trước mắt ta, tạm treo thủ cấp của ngươi dưới chân Thanh Sơn. Làm vốn để ta cùng với chính phủ thương lượng. Thủ tịch Thiên Kiêu lạnh lùng nói, sau đó trực tiếp đưa tay bắt lấy Vạn Kính Long. Thân thể của Vạn Kính Long không tự chủ được mà bay tới chỗ thủ tịch Thiên Kiêu, tóm lấy cổ của ông ta. Người đàn ông kịch liệt giãy giụa, nhưng thực lực của hắn lúc này so với thủ tịch Thiên Kiêu thì chẳng đáng là gì cả. Vạn Kính Long trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm thủ tịch Thiên Kiêu, nhưng con người lại ảm đạm vô cùng. Ông ta đã hết hy vọng. Lên đường đi. Trong mắt thủ tịch Thiên Kiêu tràn ngập sát khí, không chút do dự dùng sức bóp cổ Vạn Kính Long. Nhưng ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo thần quang đột nhiên nở ra từ trong võ trường. Thủ tịch Thiên Kiêu thở gấp, đột ngột quay đầu lại. Nhưng chỉ thấy hai đạo thần quang bay lên, sau đó kết thành một đôi nhật nguyệt sơn hà đồ. Cuối cùng tất cả những hư ảnh này bị hố đen hấp thu, toàn bộ đều tràn vào trong võ trường. Cuồng phong gào thét, thường khùng mây mù tẫn tán, nhật nguyệt giữa trời sao. Thủ tịch Thiên Kiêu ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt kinh hãi. Nhưng trên bầu trời, mặt trời thiêu đốt và mặt trăng sáng chói đồng thời xuất hiện. Sau đó, một tràng bước chân ròng rã vang lên từ trên võ trường. Trong phút chốc, cả Thánh Sơn im lặng. Có ai khác trong võ trường sao? Và hắn ta đang muốn thoát ra sao? Vũ Thành bị nghẹt họng nhìn chân chối, ngơ ngác nhìn qua. Những chiến sĩ cũng đều dừng lại. Không phải bọn họ muốn dừng lại, mà là linh khí tràn ra từ võ trường này quá huyền diệu. Linh khí này như có một sức mạnh thần kỳ, khiến cho cơn giận và thù hận trong tim họ đột nhiên dịu đi một cách không thể giải thích được. Quả là thần kỳ. Ngay sau đó lại xuất hiện hàng loạt hiện tượng kỳ lạ cũng khiến cho thế nhân cảm thấy không ổn. Thủ tịch Thiên Kiêu cũng nhìn chằm chằm. Hắn biết đối phương muốn đi xa. Tiếng bước chân càng ngày càng vang dội. Mọi thứ bên ngoài dường như đều bị người đàn ông kia nhìn thấu. Thế là bước chân dừng lại. Nhưng chỉ 3 giây trôi qua, toàn bộ võ trường đột nhiên vỡ vụn, sau đó một đạo thần quang bay lên không trung, hóa thành hình vòng cung, rồi rơi về phía bên này. Cẩn thận! Vũ Thành bị gào thét thê lương. Thủ tịch Thiên Kiêu cũng sửng sốt, nhanh chóng lui ra ngoài. Thần quang rơi xuống, trúng ngay vị trí vừa rồi của thủ tịch Thiên Kiêu. Trong nháy mắt, không chỉ Thánh Sơn, mà ngay cả các ngọn núi xung quanh Thánh Sơn cũng lắc lư. Hiện trường bụi đất mù mịt, đá văng tung tóe. Như thể có thần linh hiện thế. Các chiến sĩ bất giác trở nên căng thẳng. Họ lập tức rút lui về phòng thủ. Từng người một suy nghĩ lập tức đình trệ. Đây là ai vậy? Vì sao khí thế của hắn ta lại không thua kém gì thủ tịch Thiên Kiêu chứ? Chẳng lẽ vẫn là người của Thánh Sơn sao? Những người lính tâm như cho tàn, sắc mặt trắng bệch, nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Chỉ một thủ tịch Thiên Kiêu đã khiến cho họ đổ máu hy sinh. Nếu như lại có thêm một tiên nhân khác nữa, thì bọn họ cơ hồ có thể buông bỏ vũ khí, đứng im chờ chết. Mọi người đưa mắt nhìn chằm chằm vào trong đám bụi mù kia. Thủ tịch Thiên Kiêu cũng không rời mắt. Vạn chúng chú mục. Sau khoảng 10 giây, bụi đất dần dần tan đi. Trong tầm mắt của mọi người xuất hiện một thân ảnh. Lâm Thần Y. Vũ Thành Bị là người đầu tiên nhận ra người đó, ngay tại chỗ đình trệ. Đôi mắt mờ mịt của Vạn Kính Long đột nhiên mở to ra, cả người trở nên hưng phấn. Thủ tịch Thiên Kiêu nhìn chằm chằm Phan Lâm với đôi mắt băng giá, khàn giọng nói. Thì ra, kẻ cướp đoạt thiên địa linh vật của ta là ngươi. Là ngươi sao? Cướp đoạt thiên địa linh vật sao?
Chủ tử, có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Vũ Thành Mị vội vàng bước tới, run giọng hỏi. Tiện nhân vô năng, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Lâm thần y của Giang Thành này nhân cơ hội lèn vào điện Thăng Thiên, bí mật luyện chế thuật phi thăng, hấp thu linh khí của đất trời mà ta dày công ngưng tụ, khiến cho thực lực của ta trong lúc phi thăng giảm đi rất nhiều. Thủ tịch Thiên Kiêu nghiến răng gầm gừ. Cái gì? Vũ Thành bị tái mặt vì sợ hãi, đứng đó một lúc lâu mới run giọng nói. Không thể nào, không thể nào, thưa chủ thượng, tuyệt đối không thể. Thuộc hạ của tôi đã bảo vệ tốt võ trường, canh chừng cẩn mật 24/24, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Vậy thì ngươi mau giải thích đi, tại sao hắn ta lại từ võ trường đi ra chứ? Thủ tịch Thiên Kiêu bằng lãnh gầm nhẹ. Vũ Thành Mỹ chết lặng. Đột nhiên cô ta dường như nghĩ tới điều gì đó mà run rẩy nói. Chẳng lẽ là khi quân đoàn Long Tổ tấn công Thánh Sơn bằng tên lửa đạn đạo, dẫn tới kết giới của võ trường bị thủng một lỗ? Chẳng lẽ người này đã đi vào võ trường thông qua cái lỗ hồng đó sao? Quân đoàn Long Tổ có bom đạn gì mà có thể phá vỡ kết giới do ta sắp xếp chứ? Là hắn ta tự phá kết giới, lợi dụng thời gian tên lửa đạn đạo của quân đoàn Long Tổ làm rung chuyển toàn bộ Thánh Sơn mà phá vỡ kết giới, tiến vào cướp đoạt thành quả tu vi của ta. Đây mới là chân tướng sự thật. Thủ tịch Thiên Kiêu tức giận nói. Như vậy chuyện này... Vũ Thành bị khiếp sợ không thôi, sau đó quỳ trên mặt đất, khẽ nấc lên nói. Chủ thượng, thuộc hạ tội đáng muôn chết, xin chủ thượng trách phạt. Tiện nhân, nếu như trước kia thì ta sẽ hận không thể rút gần lột da của người, nhưng lúc này tình huống đặc biệt, ta sẽ tạm thời không trách phạt người. Đứng dậy trước đi, chờ đến khi ta tiêu diệt đám tặc nhân này rồi lại nói. Tạ ơn chủ thượng không trách phạt. Vũ Thành Mỹ khuôn mặt trắng bệch vội vã đứng dậy. Thật ra cũng không phiền phức như vậy đâu. Người này tuy rằng trộm thành quả tu luyện của ta, nhưng thời gian hắn tiến vào võ trường cũng không quá lâu. Chỉ từ thời điểm quân đoàn Long Tổ tấn công Thánh Sơn đến nay cũng chỉ có hơn một ngày thời gian thôi. Mà trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hắn cũng không có khả năng để phi thăng thành thần. Tuy rằng thực lực của hắn có tiến bộ, nhưng khoảng cách đối với ta vẫn còn rất xa. Ta muốn giết hắn thì cũng chỉ là việc dễ như trở bàn tay thôi. Thủ tịch Thiên Kiêu nhẹ giọng nói. Vậy thì tốt rồi. Vũ Thành Mị thở phào nhẹ nhõm. Phan Lâm thờ ơ nhìn Vạn Kình Long đang bị bắt ở đằng kia, rồi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Chỉ thấy thi thể của các chiến sĩ trải khắp núi đồi, đồng tử đột nhiên co rút lại, chừng lớn vô số lần. Thật lâu sau, hắn mới khàn giọng nói. Những người này đều là do ngươi giết sao? Câu hỏi này giống như một lời tuyên chiến, nhưng rơi vào trong tay của Thủ tịch Thiên Kiêu lại chẳng đáng là gì. Sao vậy, Lâm Thần Y? Ngươi muốn báo thù cho bọn họ sao? Ta cảm thấy ngươi vẫn nên kiềm chế lại chút tâm tư này đi. Ngươi bây giờ tự thân khó bảo đảm, còn ở đó cân nhắc việc báo thù cho bọn họ sao? Thủ tịch Thiên Kiêu khẽ lắc đầu nói tiếp. Một người tài giỏi cỡ nào, suy tính có sâu sắc bao nhiêu mà mắt đặt trên đỉnh đầu thì cho dù có nhìn khắp cùng trời cuối đất, cũng chẳng thể nào nhìn ra được con đường phía trước đâu. Chỉ là ngươi vẫn không chịu nhìn rõ ta mà thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Ngươi tự mau thả bàn đái xoáy ra đi. Ngươi đang cầu xin ta sao? Nếu như ngươi cầu xin ta thì không nên sử dụng thái độ này. Ngươi phải quỳ xuống, dập đầu cầu xin ta. Nếu như tâm trạng của ta tốt, ta có thể để cho hắn được toàn thây. Thủ tịch Thiên Kiêu cười nhạt nói. Phan Lâm lắc đầu. Ta không cầu xin ngươi, mà là ta ra lệnh cho ngươi đó. Ngươi nói cái gì? Thủ tịch Thiên Kiêu giật mình nhìn lại. Đám người Vũ Thành Bị đứng đó, thậm chí còn nghĩ rằng họ đã nghe nhầm nữa. Ra lệnh sao? Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Ngươi thật là to gan, lại dám xúc phạm chủ thượng. Ngươi đáng chết. Mệnh lệnh sao? Có chút thú vị đấy. Cả đời này ta chưa từng bị bất cứ ai ra lệnh. Ta sẽ không bao giờ tuân theo mệnh lệnh của bất kỳ ai. Lâm Thần Y, nếu như người đã nói như vậy, thì tính mạng người này nhất định là không thể gánh nổi. Thủ tịch Thiên Kiêu cười nhẹ, sau đó trong mắt lộ ra sát khí. Sau đó cánh tay đang giữ Vạn Kình Long đột nhiên siết chặt lại. Trong tích tắc,
Một cỗ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp theo ngón tay của thủ tịch Thiên Kiêu truyền về phía cổ của Vạn Kình Long, định sẽ toạc Vạn Kình Long thành hai nửa. Nhưng vào thời khắc quan trọng này, Phan Lâm đột nhiên vung tay lên. Một hoa quang nhỏ bé vụt qua như sao băng, trực tiếp đánh vào lưng của Vạn Kình Long. Sao vậy? Thủ tịch Thiên Kiêu hít một hơi thật sâu. Hoa quang này quá nhanh, hắn còn không kịp phản ứng. Hoa quang này để làm gì chứ? Thủ tịch Thiên Kiêu nhíu mày, nhưng giây tiếp theo, hắn đã hiểu ra. Cánh tay của thủ tịch Thiên Kiêu đã phát lực trên cổ của Vạn Kình Long, nhưng lúc này cánh tay siết chặt không ngừng thả lỏng. Hóa ra, hoa quang này chính là một đạo kim quang, lập tức tăng cường sức mạnh cho cơ thể của Vạn Kình Long, khiến cho thủ tịch Thiên Kiêu không thể giết được Vạn Kình Long. Thật là thú vị, nhưng chỉ có vậy thì sẽ không cứu được ông ta đâu. Thủ tịch Thiên Kiêu với đôi mắt lộ ra hàn lâm, đột nhiên giơ nắm đấm lên tấn công với một đạo khí kình cường đại, tấn công thẳng vào thủ cấp của Vạn Kình Long. Uy lực của cú đấm này mạnh hơn tay hắn gấp 10 lần, lấy thực lực hiện tại của Vạn Kình Long, cho dù có được tăng cường thể chất thì cũng không thể chống lại được đòn tấn công này. Nhưng giây tiếp theo, Phan Lâm lại phóng ra mấy đạo kim quang đánh vào cơ thể của thủ tịch Thiên Kiêu. Người muốn giết hắn sao? Khóe miệng của thủ tịch Thiên Kiêu hơi nhếch lên, không hề né tránh, trực tiếp chặn thân thể của Vạn Kình Long khỏi những tia sáng kim quang đó. Những đạo kim quang xuyên qua lưng của Vạn Kình Long một cách chính xác, và ngay sau đó một chuỗi âm thanh bạo tạc vang lên. Sương công phá khổng lồ của thủ tịch Thiên Kiêu đã bị phân tán ra bốn phương tám hướng. Sau vụ nổ, thủ tịch Thiên Kiêu cũng lập tức buông tay thối lùi ra sau. Về phần Vạn Kình Long, ông ta đã hoàn toàn bị đạo khí lực điên cuồng này thổi chết, cả người máu thịt mơ hồ, trực tiếp ngã trên mặt đất, không còn chút khí lực. Vạn xoay! Chiến sĩ xung quanh hét lên, lập tức lao về phía trước. Thủ tịch Thiên Kiêu cười nhạt nhìn Phan Lâm. Người xem, người muốn cứu người đàn ông này, nhưng cuối cùng thì ông ta lại chết trong tay của người. Làm thế nào đây? Cảm giác đó rất tuyệt, có phải không? Chủ thượng, làm tốt lắm. Vũ Thành Bị cười ha hà, nhìn về phía Phan Lâm, chế nhạo. Không có gì thú vị hơn chuyện này. Phan Lâm ngộ sát Vạn Kình Long, chỉ sợ rằng tất cả chiến sĩ có mặt tại hiện trường sẽ căm hận anh ta thấu xương. Tuy nhiên, Phan Lâm lại rất bình tĩnh nói, hắn chưa có chết. Người nói cái gì? Thủ tịch Thiên Kiêu cau mày, đột nhiên như đã nghĩ ra điều gì, vẻ mặt lập tức tối sầm lại. Chỉ thấy Phan Lâm tiến lên mấy bước, đẩy vài chiến sĩ ra, sau đó lấy ra hồng bông kim long, đâm vào trên cơ thể của Vạn Kình Long. Ngay lập tức, trái tim của Vạn Kình Long bắt đầu đập trở lại. Khi kim quang rơi xuống, máu thịt của Vạn Kình Long cũng bắt đầu có sự thay đổi. Chỉ thấy nội tạng vỡ nát của hắn ta được bao quanh bởi vòng tròn hoa quang, vốn huyền diệu, sặc sỡ độc nhất vô nhị. Sau đó những chỗ vỡ nát này bắt đầu lành lại từng chút một. Tiếp theo, máu xương, da thịt đều được tái tạo lại như mới. Thậm chí còn tốt hơn nhiều so với trước đây. Thần tích như vậy khiến cho hô hấp của mọi người đình trệ. Những người lính xung quanh đều sững sờ. Là y thuật của Lâm Soái, là y thuật cao siêu thần kỳ của Lâm Soái. Không thể tin được, không thể tin được. Lâm Soái thật lợi hại. Những người lính phấn khích thốt lên, nhìn Vạn Kình Long đang dần dần mở mắt. Tất cả mọi người đều bật khóc vì vui mừng. Tại sao có thể như vậy chứ? Vũ Thành Bị trừng lớn hai mắt, hoàn toàn chết lặng. Chỉ cần một vài mũi kim có thể chữa lành vết thương khiến cho người chết sống lại. Đây có phải là thủ đoạn của tiên nhân không? Hoa già mấy đạo kim quang kia không phải là nhằm vào ta, mà đặc biệt nhằm vào Vạn Kình Long. Đúng vậy, những đạo kim quang kia quả nhiên là nhằm vào Vạn Kình Long. Ngươi là một người cực kỳ tự phụ, cũng cực kỳ kiêu ngạo. Ngươi coi trời bằng vùng, đồng thời ngươi cũng lại là một người rất thích tấn công tâm cảnh của người khác. Ngươi cho rằng ta muốn cứu ông ta. Nếu như ta lỡ tay giết chết ông ta thì hẳn là sẽ thấy được vẻ tiếc nuối buồn bực của ta. Nhưng thật ra là ta đang dùng kim châm để cứu hắn khỏi tay người. Nếu như lỡ như hắn bị ta giết chết thì người cũng sẽ không giữ lại một con tin đã chết nữa. Cho nên bằng cách này đương nhiên ta sẽ có cơ hội để cứu ông ta một cách dễ dàng. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Thủ tịch Thiên Kiêu nhắm hai mắt lại im lặng một lúc mới mở miệng. Người nói ta thích công kích tâm cảnh của người khác. Nhưng ta lại không biết, người cũng rất giỏi hiểu rõ lòng người.
Lâm Thần Y, khả năng kiểm soát tâm tình đối phương của ngươi lợi hại hơn nhiều so với ta tưởng tượng. Nhưng hiện tại không phải là lúc để thảo luận chuyện này. Thủ tịch Thiên Kiêu, ngài phải chịu trách nhiệm về cái chết của những chiến sĩ này. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Lâm Thần Y, ngươi không cảm thấy rằng vừa chiếm được chút tiện nghi liền có thể so tài với ta đấy chứ? Ở trong mắt của ta, ngươi chẳng qua không khác mấy những người này, đều là heo chó, muốn giết thì giết. Chịu trách nhiệm sao? Ngươi cũng xứng sao? Thật vậy sao? Vậy chúng ta cứ thử xem. Phan Lâm gật đầu, quay đầu đối với chiến sĩ nói. Các ngươi rời khỏi ngọn núi này, đem hết thi thể của chiến sĩ xuống núi an bài trước, chờ ta xử lý xong chuyện ở đây, rồi lại nói sau. Lâm Soái, vậy còn ngài? Binh sĩ lo lắng hỏi. Ta sẽ tự xử lý. Không, Lâm Soái, chúng tôi sẽ ở lại sát cánh cùng ngài. Chúng tôi sẽ báo thù cho những huynh đệ đã ngã xuống. Đúng vậy, Lâm Soái, chúng tôi phải báo thù cho những huynh đệ đã ngã xuống. Chúng tôi sẽ không đi. Kẻ này đã giết không biết bao nhiêu huynh đệ của chúng tôi. Ngay cả Trần Soái cùng Trung Soái cũng chết dưới tay hắn. Chúng tôi làm sao có thể cam tâm bỏ qua cho hắn chứ? Lâm Soái, để chúng tôi cùng ngài chiến đấu đi. Lâm Soái. Ánh mắt của các chiến sĩ đỏ hoe, trong mắt tràn đầy thiện chiến. Phan Lâm nhìn sắc mặt của những chiến sĩ trước mắt, hít sâu một hơi, gằn giọng nói. Không phải tôi không muốn thỏa mãn tâm nguyện của các người, mà là trận chiến kế tiếp không còn là phạm trù mà các người có thể nhúng tay vào nữa. Hiện tại, tôi có một nhiệm vụ quan trọng hơn muốn giao cho mọi người. Tôi không chỉ muốn mọi người rời khỏi đây, mà tôi còn muốn mọi người mau chóng xuống núi, sơ tán dân chúng trăm dặm xung quanh Thanh Sơn. Bởi vì trận chiến tiếp theo đây sẽ vô cùng tàn khốc. Khi mọi người nghe vậy, hơi thở bỗng trở nên siết chặt. Nhìn ánh mắt kiên định của Phan Lâm, mọi người đều biết ý của hắn đã quyết, nên chỉ có thể gật đầu rời khỏi. Lâm Thần Y, ta không nói để cho bọn chúng rời đi. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy ta sao? Thủ tịch Thiên Kiêu nhíu mày nhẹ nói. Phan Lâm nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn hắn. Đúng vậy, thì sao nào? Thủ tịch Thiên Kiêu nhìn Phan Lâm chằm chằm, đôi mắt khóa chặt nhưng không thể nhìn thấu nội tâm của anh. Không ai biết giờ này phút này đến tột cùng tâm trạng của hắn là gì nữa. Giận dữ sao, phẫn nộ hay là khinh bỉ? Có thể đều có. Dù sao thì từ xưa đến nay cũng chưa từng có ai dám khiêu khích, thậm chí là nhục mạ thủ tịch Thiên Kiêu hắn như vậy. Nhất là sau khi phi thăng, thủ tịch Thiên Kiêu hắn chính là tiên nhân, không ai bì nổi, chỉ là một Lâm Thần Y của Giang Thành nhỏ nhoi, trong mắt hắn chỉ là một phàm nhân, sao lại có thể khiêu khích tiên nhân, khiêu khích thần thánh. Lâm Thần Y, lòng tự tin của ngươi trong mắt ngươi chính là tự tin, còn trong mắt ta thì đó chính là tự đại, là ngu xuẩn. Ta không muốn phí lời cùng với ngươi, cũng không muốn lãng phí thời gian của chính mình, nên kết thúc chuyện này đi. Nói rồi, thủ tịch Thiên Kiêu giống như đã mất hết kiên nhẫn, trực tiếp vung tay lên, ra đòn tấn công về phía Phan Lâm. Khí kình hùng hậu, từ trên trời rơi xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh, chấn động hướng thẳng về phía Phan Lâm. Trong khoảnh khắc, mặt đất xung quanh Phan Lâm vỡ vụn, đất bị ép xuống gần 2 thước, áp lực khủng khiếp, có thể dễ dàng nghiền nát sắt thép. Những chiến sĩ xung quanh vội vàng lùi lại, nhìn mặt đất tan tành xung quanh Phan Lâm, da đầu tê dại, hơi thở siết chặt. Nếu thủ đoạn này áp dụng lên bọn họ, chỉ sợ cho dù có tất cả bọn họ cùng nhau chống đỡ, cũng sẽ bị nghiền thành thịt vụn. Thảo nào Phan Lâm lại yêu cầu bọn họ rời đi. Với những thủ đoạn như vậy, thì hẳn là trận chiến giữa Phan Lâm và thủ tịch Thiên Kiêu chắc chắn sẽ kinh thiên động địa. Nếu chẳng may những chiến sĩ này bị thương thì không phải là hy sinh vô ích hay sao? Vũ khí trong tay đám binh sĩ này cũng không thể tạo nên uy hiếp với thủ tịch Thiên Kiêu. Bọn hắn ở lại, căn bản cũng sẽ không có bao nhiêu tác dụng. Trận chiến này căn bản không thuộc về bọn họ, thực lực chênh lệch quá lớn. Quân sĩ lúc này đã hoàn toàn sáng tỏ, không dám chần chừ nữa, lập tức xoay người xuống núi. Hỗn đản, ai cho các người rời đi? Vũ Thành bị giận tím mặt, muốn ngăn cản, nhưng hiện tại trạng thái của cô ta không ổn. Không thể ngăn cản đám binh lính rời đi. Cô ta chỉ có thể quay đầu nhìn về phía thủ tịch Thiên Kiêu. Chủ thượng, yên tâm, ta đã nói rồi, cho dù là ai, từ khi đặt chân đến Thánh Sơn, thì hắn nhất định phải ở lại chỗ này. Thủ tịch Thiên Kiêu bình tĩnh nói, sau đó lại vung tay lên. Không phải tấn công về phía Phan Lâm, mà là trấn áp từng đoàn chiến sĩ kia.
Khí kình đáng sợ giống như Thái Sơn áp đỉnh, bao phủ toàn bộ Thánh Sơn. Khí kình áp xuống khiến cho những kiến trúc cao tầng của Thánh Sơn, thậm chí là cả đỉnh núi cũng đều vỡ ra thành nhiều mảnh, sau đó bị nghiền thành bột mịn. Khí kình đè xuống khiến tất cả mọi người không có cách nào di chuyển. Từng người một đều cảm thấy có ngọn núi lớn đè nặng lên vai. Thân thể như muốn vỡ tung, nếu như luồng khí kình này vẫn cứ tiếp tục ép xuống, chỉ sợ những chiến sĩ này sẽ tan thành mây khói. Những chiến sĩ lần lượt nhìn lên, ánh mắt lộ rõ chấn kinh cùng quyết tuyệt. Nhưng lúc này, Phan Lâm đã thả người nhảy lên nâng tay chống đỡ kết giới đang dần áp xuống. Đi mau, việc còn lại cứ giao cho tôi. Phan Lâm trầm giọng nói, quả thực là một tay có thể nâng cả Thánh Sơn. Để ta xem thực lực của ngươi đến tột cùng có bao nhiêu lớn. Thủ tịch Thiên Kiêu hét lên, tiếp tục gia tăng khí lực trong vô vọng. Tuy nhiên, Phan Lâm vẫn án binh bất động. Anh tiếp tục gia trì. Khí kình của Thủ tịch Thiên Kiêu càng ngày càng rộng lớn, bộc phát bạch khí, bao trùm thương khung đến rung động. Nhưng Phan Lâm vẫn như cũ, đưa một tay lên chống đỡ, cũng không có dấu hiệu ngã xuống. Sao vậy? Thủ tịch Thiên Kiêu cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn. Thực lực mà Phan Lâm thể hiện lần này có vẻ so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Lúc trước, khi nhìn thấy người này ở Giang Thành, hắn chỉ có khẩu khí. Hắn chưa từng nghĩ rằng sau khi người này hấp thụ được linh khí đất trời trong võ trường, phi thăng lại có thể so tài với hắn. Xem ra, thu hoạch của hắn trong võ trường còn nhiều hơn bản thân có thể tưởng tượng. Tên hỗn đản này đáng chết, nhất định phải giết hắn. Thủ tịch Thiên Kiêu thầm than một tiếng, đồng tử đột nhiên bùng lên một tia sáng xanh, hỏa quang trên người cũng biến thành một màu lam nhạt. Khí kình nghịch thiên ngay lập tức tác động vào kết giới trong tích tắc. Sức mạnh của toàn bộ kết giới được tăng lên gấp trăm lần. Bộ dáng Phan Lâm chống đỡ vừa rồi lập tức chìm xuống. Hắn không còn có thể chống lại kết giới của Thủ tịch Thiên Kiêu. Cái gì? Văn Kình Long, người vừa mới được đưa xuống núi, đột nhiên mở to mắt, không thể tin được. Vạn Soái, Lâm Soái không phải là đối thủ của Thủ tịch Thiên Kiêu kia. Chúng ta cứ như vậy rời đi, chẳng phải để Lâm Soái ở đây một mình sao? Nếu Lâm Soái có mệnh hệ gì thì chúng ta phải làm sao đây? Một phó tướng vội vàng hỏi Văn Kình Long. Ánh mắt của Văn Kình Long nghiêm nghị, sau khi suy nghĩ một lúc, ông ta lập tức cất giọng. Giúp tôi, gọi một cuộc điện thoại đi. Gọi điện thoại sao? Phó tướng giật mình như nhận ra điều gì đó, mặt mày đanh lại. Vạn Soái, ý của ngài là... Điện thoại cho Bí Thư Lưu sao? Đúng vậy, cậu lập tức gọi cho Bí Thư Lưu, nhờ hắn giúp tôi gọi điện thoại qua đó. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể nhờ chiến lực cấp cao nhất can thiệp thôi. Văn Kính Long khàn khàn nói. Phó tướng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, gật đầu, trầm giọng đáp. Lão thủ trưởng, tôi sẽ lập tức làm ngay. Phan Lâm lúc này đang cố gắng hết sức để ngăn cản kết giới tiếp tục hạ xuống. Nhưng thực lực của hắn dường như không mạnh hơn Thủ tịch Thiên Kiêu bao nhiêu. Mặc dù có vẻ đã cố gắng hết sức, nhưng kết giới kia thì vẫn hạ xuống một chút. Chỉ là tốc độ hạ xuống cực kỳ chậm, không thể lập tức bao phủ mặt đất. Binh lính cũng cảm giác được sức mạnh của kết giới kia nên lập tức chạy xuống núi. Những người trên Thánh Sơn lúc này cũng đều bỏ chạy. Chân mày của Thủ tịch Thiên Kiêu nhíu lại. Tuy rằng hắn không xem Phan Lâm là đối thủ, nhưng kết giới hạ xuống rất chậm. Tất cả mọi người đều chạy trốn. Theo một nghĩa nào đó, trong trận chiến này, hắn thực sự đã thua. Trong mắt của Thủ tịch Thiên Kiêu hiện lên vẻ buồn bã. Nhất thời hắn không thể giết được những chiến sĩ kia. Hắn lập tức tập trung vào tấn công Phan Lâm. Chỉ thấy hắn khẽ động ngón tay. Kết giới đang bao trùm toàn bộ Thánh Sơn đột nhiên thu lại nhanh chóng. Tập trung nơi bàn tay của Phan Lâm đang chống đỡ, khiến cho áp lực hạ xuống này tăng lên gấp ngàn lần. Trong phút chốc, Phan Lâm chống đỡ không nổi, cả người đột nhiên ngã xuống. Phan Lâm ngã xuống lập tức chìm vào mặt đất rồi lập tức biến mất. Nhưng chỉ 3 giây trôi qua, từ trong lòng Thánh Sơn phát ra tiếng gầm thét. Như thể có một động cơ từ trong lòng đất đang hoạt động. Sau đó mặt đất tiếp tục được nâng lên, khẳng định thứ đó đang di chuyển ở bên dưới với tốc độ cao. Chủ thượng, cẩn thận! Vũ Thành bị hét lên. Chỉ là một chút trò mèo, tại sao phải cẩn thận chứ? Cút ra đây cho ta! Thủ tịch Thiên Kiêu gầm nhẹ một tiếng, sau đó nắm tay siết chặt, tung ra một quyền thật mạnh xuống mặt đất.
Trong phút chốc, đại địa lập tức bị thủ tịch thiên kiêu xé nát. Tuy nhiên, dưới mặt đất lại không có cái gì hết. Cái gì? Vũ Thành Mị thở dốc. Lúc này đỉnh núi đột nhiên lắc lư dữ dội. Sau đó đỉnh núi đột nhiên tách ra, trực tiếp bay lên không trung, mà bên dưới đỉnh núi chính là Vạn Lâm. Hắn dùng một tay nâng đỉnh núi khổng lồ rời khỏi mặt đất. Cái gì? Thủ tịch thiên kiêu hít vào một ngụm khí lạnh. Long Thiên Tử, ngươi còn nhớ khi ở Giang Thành, ngươi đã đối xử với ta như thế nào không? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Thủ tịch thiên kiêu chợt nhận ra có điều không ổn, liền phát lực nhảy lên không trung. Nhưng lúc này đã quá muộn. Một luồng khí kình từ trên thân thể của Phan Lâm phóng ra, tướng như một đóa liên hoa bao vây lấy thủ tịch thiên kiêu. Thủ tịch thiên kiêu đang chuẩn bị rời đi, lập tức bị chặn lại, nhốt trong ngọn núi này. Sau đó, một vụ nổ kinh thiên động địa, hình thập tứ giá nở rộ trong lòng bàn tay của Phan Lâm. Cả bầu trời như bị xé toạc, khí tức hủy diệt dập dờn thiên địa. Binh lính dưới chân núi lần lượt nhìn lên, khi thấy cảnh tượng này đều kinh ngạc, sửng sốt. Về phần Vũ Thành Mị, lúc này cô ta đã hoàn toàn sững sờ. Cái này là thủ đoạn của Lâm Thần Y sao? Cô ta nhỏ giọng thì thầm, căn bản là không thể tin được. Lâm Thần Y là ai? Cô ta là người biết rõ nhất. Dù sao, trước đó trong bộ của Phạm Tiên Đại Thánh, Phan Lâm ở trước mặt cô ta chỉ có thể chạy trốn như heo con chó lạc. Vậy mà giờ đây hắn thật sự có thể so tài với thủ tịch thiên kiêu sao? Không thể nào, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là đã xảy ra vấn đề ở khâu nào đó. Da đầu của Vũ Thành bị run lên, cảm giác được khí tức hủy diệt gợn sóng trên không trung, cô ta lập tức cảm thấy toàn thân run lên. Khí tức cuồng bạo và mạnh mẽ như vậy không phải là thứ mà cô ta có thể so sánh được. Vụ nổ kéo dài khoảng 30 giây mới từ từ tan rã, ngọn núi khổng lồ trực tiếp bị nổ tung, một số lượng lớn thiên thạch giống như sao băng rơi xuống. Phan Lâm lúc này mới nhẹ tựa lông hồng đáp xuống mặt đất, nơi đã rơi vào một mảng hỗn độn. Vũ Thành bị ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mặt. Lúc này cô ta mới hiểu tại sao Phan Lâm lại yêu cầu những chiến sĩ đó rời đi càng sớm càng tốt. Nếu không rời đi, với thủ đoạn khủng khiếp này thì đám quân lính kia chỉ có thể bất đắc dĩ trở thành bia đỡ đạn. Nhưng sau khi tiếp đất, Phan Lâm cũng không có dừng lại mà một lần nữa thôi động khí kình thủ thế. Đồng thời, ánh mắt hướng về nơi có khói đặc cuồn cuộn trên bầu trời. Không ai khác, chính là thủ tịch thiên kiêu. Giờ phút này, trông hắn có chút chật vật, trên chiếc áo choàng lộng lẫy cũng dính đầy vết bẩn. Chủ thượng, Vũ Thành Mị vui mừng thốt lên. Nhưng mà thủ tịch thiên kiêu không để ý tới cô ta. Sắc mặt hắn lạnh lùng như muốn giết người hướng về phía Phạm Lâm. Thái ất thần công. Chỉ thấy thủ tịch thiên kiêu giận dữ gầm lên một tiếng, sau đó tung ra một quyền vào giữa không trung. Lưu quang nở rộ trong lòng bàn tay hóa thành một cái bóng to lớn hướng thẳng về phía Phan Lâm phóng tới. Thấy vậy, Phan Lâm cũng lập tức dập chân hô lên, cương thân. Cùng với tiếng hét của Phan Lâm, hoa quang nở rộ bao phủ toàn thân trên dưới. Ngay khi trường ảnh của thủ tịch thiên kiêu trực tiếp đụng độ với cương thân của Phan Lâm, cũng không gây nên bất kỳ thương tổn nào. Tuy nhiên, trong nháy mắt, thủ tịch thiên kiêu đã tiếp cận, trực tiếp đáp xuống trước mặt Phan Lâm. Một tay chộp lấy, thôi động khí kình đáng sợ, trực tiếp xé nát kết giới hoa quang. Sau đó lòng bàn tay kia hóa thành ngàn vạn khí ảnh, tấn công ồ ạt lên cơ thể của Phan Lâm. Phan Lâm mạnh mẽ lui về phía sau, thôi động lạc linh huyết, lấy ra hồng bông long châm, đâm vào các huyệt đạo trên người. Với sự gia trì của hồng bông long châm, sức mạnh của Phan Lâm đột nhiên tăng lên, dữ dội, sau đó tung quyền đánh trả. Quyền ảnh và trường ảnh của hai bên giao hòa như mưa rơi. Mỗi cú tấn công đều có thể bộc phát ra sức công phá mạnh mẽ, khiến cho người xem hãi hùng khiếp vía. Sau một lúc đối đầu điên cuồng, thủ tịch thiên kiêu đột nhiên quát lên một tiếng. Trường lực hình bàn tay to lớn từ trên người hắn vọt ra, đánh thẳng vào ngực của Phan Lâm. Phan Lâm dính trường lập tức lùi lại hơn 10 thước, mới có thể ổn định, cơ thể thần sắc gần như tiêu tán. Hay quá! Vũ Thành Mị vui mừng hôn xiết, vỗ tay tán thưởng hết lần này đến lần khác. Phan Lâm nhìn chằm chằm bàn tay khí hóa to lớn của thủ tịch thiên kiêu đang vươn ra khỏi cơ thể, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì, sau đó cười nhẹ. Thủ tịch thiên kiêu,
Chiêu thức của ngươi thực sự rất độc đáo. Chắc hẳn những năm gần đây, ngươi cũng đã tu luyện không ít quái chiêu. Ngươi chẳng qua chỉ là một tặc nhân lén trộm lấy thành quả tu luyện của ta. Chỉ là một tên ngoài ngành đạt được chút thành tựu y thuật cũng không có nghĩa là về võ thuật ngươi cũng sẽ đạt được thành tựu như vậy. So với ta thì ngươi không đáng để nhắc tới. Thủ tịch Thiên Kiêu lạnh lùng nói. Nhưng thực lực của ngươi cũng chỉ có vậy không hơn. Phan Lâm lắc đầu. Lâm thần y, trình độ mạnh miệng của ngươi ta đã thấy, không cần phải nhiều lời nữa, mau chết đi. Thủ tịch Thiên Kiêu trầm giọng nói, sau đó lại vội vàng ra chiêu. Chỉ thấy hai bàn tay trước ngực biến mất và từ hai vai khí kình lại hóa thành bốn cánh tay to dài, lập tức tấn công về phía Phan Lâm. Ta chưa bao giờ mạnh miệng, những gì ta nói đều là sự thật. Phan Lâm lắc đầu gạt giọng nói, vậy thì hãy để sự thật chứng minh hết đi. Đại từ bi quyết. Thủ tịch Thiên Kiêu gầm lên, hai tay hợp với những bàn tay khí hóa, một cỗ khí kình cuồng bạo dâng trào giữa lòng bàn tay. Khi đến gần Phan Lâm, sức mạnh này đột nhiên bùng nổ, trở thành một thập tự quang trảm. Với làn sóng cuồn cuộn, cánh tay của hắn gắt gao chém thẳng về phía Phan Lâm. Hai mắt của Phan Lâm nhíu chặt lại, ngón tay co giật, dồn hết sức lực của thân thể cùng hoa quang trên cánh tay, đẩy mạnh phòng ngự, sau đó quyết liệt chặn đứng quang trảm đang rơi xuống. Khoảnh khắc quang trảm chạm vào cánh tay, một số lượng lớn hoa văn lập tức bộc phát. Mỗi vân sáng đều chói mắt, tựa như cầu vồng, nhưng sau khi vân sáng tán xa, xung quanh, nó trực tiếp cắt đứt mọi thứ mà nó chạm vào, cho thấy sức công phá của nó đáng kinh ngạc như thế nào. Nhưng quang trảm này đã bị cánh tay Phan Lâm vững vàng chống đỡ, không thể chặt đứt cánh tay của hắn. Phan Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Thủ tịch Thiên Kiêu cố hết sức chống lại. Bốn tay của Thủ tịch Thiên Kiêu cũng đang điên cuồng khiến cho quang trảm hạ xuống. Đôi bên lập tức rơi vào thế giằng co. Vũ Thành Mỹ bên cạnh muốn tiến lên trợ trận, nhưng vừa mới bước được hai bước đã bị đẩy ra, ngã xuống đất nôn ra máu. Thì ra, cả hai người có một luồng cương khí cực mạnh bao quanh cơ thể. Cô ta hoàn toàn không thể đột phá linh khí này, huống chi là can thiệp vào trận pháp bên trong. Ta đã nói rồi, thực lực của ngươi cũng chỉ đến vậy thôi. Phan Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Thủ tịch Thiên Kiêu nói. Đó là bởi vì ngươi hoàn toàn không biết sức lực của ta. Lâm thần y, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể chống đỡ được đòn tấn công của ta sao? Ngươi sai rồi. Đôi mắt của Thủ tịch Thiên Kiêu lóe lên vẻ kiên định, sau đó hắn đột nhiên gầm lên. Sau tiếng gầm vang dội, từ thắt lưng của hắn thực sự đã mọc ra hai cánh tay khí kình. Lúc này, người đàn ông mang danh Thủ tịch Thiên Kiêu đã có 8 cánh tay trên cơ thể. Mỗi cánh tay đều điên cuồng tấn công, cuồn cuộn khí kình trực tiếp đánh vào quang trảm. Trong chốc lát, thực lực của quang trảm tăng lên gấp mấy lần. Hai hàng chân mày của Phan Lâm nhíu chặt lại. Đột nhiên hắn muốn buông cánh tay ra chống lại quang trảm, toàn thân chống lại quang trảm, nhanh chóng lao về phía Thủ tịch Thiên Kiêu. Quang trảm trực tiếp chặt đứt một tay của Phan Lâm, mà Phan Lâm thì cũng lợi dụng lúc này trực tiếp tiếp cận Thủ tịch Thiên Kiêu, dùng kim ngân châm đâm thẳng vào ngực của hắn. Thủ tịch Thiên Kiêu biết y thuật của Phan Lâm rất cao, nhất định không thể bị ngân châm của hắn đâm trúng, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, hắn lập tức thu hồi quang trảm rút lui mạnh mẽ. Với bước di chuyển của Thủ tịch Thiên Kiêu, chiếc kim bạc đã chạy hướng. Phan Lâm lập tức tung ra một quyền, đánh trúng vào ngực của Thủ tịch Thiên Kiêu. Thủ tịch Thiên Kiêu vọt ra sau hơn 20 mét. Khi hắn vừa mới đứng vững, lập tức nhìn xuống thì phát hiện trong ngực có một cây ngân châm cắm vào. Nếu như bị người đâm trúng tử huyệt, e rằng ta không có chết, thì sức chiến đấu cũng giảm đi rất nhiều. Thủ tịch Thiên Kiêu cười nhẹ, trong mắt hiện lên vẻ tự tin. Đúng vậy, nhưng dù sao thì ngươi cũng đã nhận lấy một châm của ta. Nhìn chung mà nói thì ta vẫn đang ở thế thượng phong. Phan Lâm trầm giọng nói. Thế thượng phong sao? Lâm thần y, ngươi hy sinh một cánh tay để đâm ra một châm. Cái này gọi là thế thượng phong sao? Thân thể của ta có thể có nhiều chỗ để châm kim, nhưng ngươi thì có bao nhiêu cánh tay để cho ta chặt chứ? Thủ tịch Thiên Kiêu cười nói. Chỉ là một cánh tay mà thôi, nếu như bị chặt đứt rồi thì hoàn toàn có thể mọc lên một cánh tay khác, có gì khó khăn đâu chứ. Phan Lâm lắc đầu. Cái gì? Mặt mày của Thủ tịch Thiên Kiêu chậm xuống, chỉ thấy Phan Lâm lần đầu tiên xuất hiện một lượng lớn kim quang do hoa quang tạo thành, bao phủ về phía cánh tay của hắn.
Trong phút chốc, máu thịt tại nơi cánh tay đứt lìa vặn vẹo, sau đó chậm rãi nảy ra như chồi non. Nhìn tư thế này, e rằng không bao lâu nữa, Phan Lâm sẽ đúc lại cốt nhục mà sinh ra một cánh tay mới. Thủ tịch Thiên Kiêu không dám do dự, bộ pháp gấp gáp, lao về phía Phan Lâm nhanh như chớp. Tám cánh tay xuất ra khí kình cuồng nộ, không có ý địch, cho Phan Lâm cơ hội để chữa lành vết thương nơi cánh tay của mình. Nhưng khi hắn ta vừa di chuyển, thì trong không khí đột nhiên truyền đến từng trận gợn sóng. Cái gì? Hô hấp của thủ tịch Thiên Kiêu lập tức trở nên gấp gáp. Trúng kế. Thì ra, chỉ thương cánh tay của Phan Lâm là giả, dù hắn vào bẫy lại là thật. Chỉ thấy một lượng lớn kim khí đáng sợ đột nhiên xuất hiện trong hư không. Từng đạo kim quang nhắm thẳng vào phía thủ tịch Thiên Kiêu, sau đó đồng loạt bay tới. Thủ tịch Thiên Kiêu lập tức thu chiêu, thúc giục năng lượng bảo vệ cơ thể, ngăn cản kim quang tiến vào. Nhưng hắn còn chưa kịp kích hoạt chiêu thức, đã bị một cánh tay của Phan Lâm tóm lấy, hung hăng giữ chặt lấy cánh tay hắn, không cho hắn có cơ hội ra tay. Cút đi! Thủ tịch Thiên Kiêu vô cùng tức giận, lại giống lên một tiếng. Phan Lâm điên cuồng lắc mình, cố gắng bước lui. Nhưng bất luận hắn cố gắng như thế nào, thì Phan Lâm cũng không buông tay. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 434 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say và phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.